Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Chương, Hồ Khang, giọng đọc Hải Yến, số 8. Ổn định xong nơi ăn chốn ở cho cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị, Bộ Chỉ huy triển khai các mặt công tác nhằm từng bước củng cố tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. Thời kỳ này kéo dài đến hết tháng 5 năm 1946 và được tiếp tục cả một thời gian dài sau đó. Về cơ bản, sau khi chỉnh đốn lại lực lượng, cơ cấu chỉ huy hợp lý hơn, chất lượng bộ đội Bình Xuyên được nâng lên một bước. 1. Bộ Chỉ huy Dương Văn Hà, chỉ huy trưởng, Nguyễn Đức Huy, chính trị viên. Nguyễn Đức Huy do khu ủy khu 7 điều về tham gia kháng chiến ở chiến trường miền Đông. Đến hết cuộc kháng chiến chống Pháp, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như phó bí thư khu ủy khu 7, bí thư đảng ủy phân khu Duyên Hải. Sau tập kết 1954, bị phát hiện là tên phản bội cách mạng từ trước cách mạng tháng 8. 2. Các ban ngành trực thuộc: Văn phòng Bộ Chỉ huy Lương Văn Trung, Chánh văn phòng; Ban tham mưu Nguyễn Sơn Xuyên, tham mưu phó, quyền tham mưu trưởng; Ban tình báo Dương Văn Thiệu, trưởng ban; Ban cơ yếu Điện đài do Hai Thiền, phó ban; Ban giao thông liên lạc Thủy bộ, Sáu Hằng, Tư Cao phụ trách; Ban chính trị Nguyễn Đức Huy kiêm trưởng ban; Tạp san Yêu nước Nguyễn Đắc chủ bút; Ban quân nhu Đặng Bá Lầu trưởng ban; Ban quân y và bệnh viện bác sĩ Nguyễn An Trạch trưởng ban kiêm bệnh viện trưởng; Tòa án binh Hàm Văn Yên phụ trách; Trại hóa giáo tức trại giam Nguyễn Văn Dậu trưởng trại; Binh công xưởng gồm hai bộ phận đóng tại Rạch Xu giám đốc là Hanh, bộ phận tại Rạch Tượng do Lương Văn Chắc tức Nhất Lang làm giám đốc; Ban sưu tầm vũ khí Nguyễn Văn Đức trưởng ban; Ban tiếp liệu tức xưởng quân giới Nam Bộ ở rừng Sác, sau này là ban tiếp liệu của bộ đội 15, khai thác và mua sắm nguyên liệu hóa liệu phục vụ sửa chữa sản xuất vũ khí Nguyễn Văn Giải trưởng ban; đơn vị trợ chiến gồm trọng liên 13 ly 2, tốc xạ pháo 20 ly Nguyễn Văn Hiệp chỉ huy trưởng; đơn vị trợ chiến gồm hai khẩu pháo 24 ly Thanh chỉ huy trưởng; đại đội vệ binh trinh sát Đoàn Văn Ngọc đại đội trưởng; 3. Chi đội 2, ban chỉ huy chi đội Lê Văn Tràng chi đội trưởng, Nguyễn Lộc chính trị viên, Nguyễn Văn Soái chi đội phó; văn phòng Lê Văn Bảy chánh văn phòng; cơ quan chính trị chi đội Trần Văn Ơn bí thư chi đội ủy; ban tình báo Lê Thành Công, Lê Minh Thịnh tức Sáu Thịnh trưởng ban; đại đội 1 Huỳnh Văn Nên tức Ba Bay đại đội trưởng, Nguyễn Văn Ích tức Hoàng Bác Phong chính trị viên; đại đội 2 Quách Văn Phải đại đội trưởng chưa có chính trị viên; đại đội 3 Trần Văn Thơ đại đội trưởng, Đỗ Văn Sáu nhỏ tức Đỗ Tầm Chương chính trị viên; 4. Chi đội 3, ban chỉ huy chi đội Ngô Văn Lực chi đội trưởng, Lâm Văn Hậu tức Ba Hậu chính trị viên; đại đội 1 Võ Văn Môn đại đội trưởng, Nguyễn Đắc chính trị viên; đại đội 2 Trương Công Trứ đại đội trưởng, Huỳnh Văn Được chính trị viên; đại đội 3 Nguyễn Văn Huỳnh đại đội trưởng, Lê Sùng chính trị viên. Cùng với quá trình bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường hệ thống lãnh đạo chỉ huy trong các đơn vị, vấn đề xây dựng cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới ở các khối của bộ đội Bình Xuyên bắt đầu được tiến hành. Trước tháng 2 năm 1946, trong lực lượng võ trang Bình Xuyên, chỉ bộ đội Phú Xuân và bộ đội Cần Đước là có tổ chức đảng. Các đơn vị còn lại, cơ sở đảng chưa được hình thành. Gặp nhau ở lòng yêu quê yêu nước mà từ giã kiếp giang hồ cố kết vào một khối trong buổi tổ quốc nguy nan. Đa số cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên khi sát trận thì đánh hết mình, dũng cảm gan dạ,
nhưng vẫn còn nhiều biểu hiện tùy tiện, nét cũ một quãng đời chưa mấy xa. Giờ đây, trước đòi hỏi của thực tiễn cách mạng và để đảm bảo cho bộ đội Bình Xuyên phát triển lành mạnh hơn, vững chắc hơn, các đảng viên trong đơn vị đã liên hệ với cấp ủy địa phương huyện Long Thành, với tỉnh ủy Biên Hòa và khu ủy khu 7 xúc tiến công việc hệ trọng này. Từ đầu tháng 3 năm 1946, một số tổ chức đảng được thành lập. Ở chi đội 2, tham gia cấp ủy có Trần Văn Ơn, tức Năm Ơn, phụ trách bí thư, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Khoắn, Nguyễn Lộc là ủy viên. Trong chi đội này, đại đội 1, đại đội 3 và văn phòng chi đội có chi bộ đảng. Tháng 6 năm 1946, thêm một chi bộ đại đội 2 ra đời. Ở bộ phận các ban, ngành trực thuộc, các tổ chức đảng cơ sở có văn phòng ở Bộ Chỉ huy, Ban Chính trị, Ban Tình báo, Binh Công xưởng, bộ phận do Lương Văn Chắc làm giám đốc. Cuối năm 1946, bốn chi đội nữa ở các ban ngành lần lượt hình thành. Do điều kiện nội tại ở chi đội 3, tổ chức đảng ra đời muộn hơn so với chi đội 2 và các ban ngành trực thuộc. Tháng 7 năm 1946, chi đội ủy chi đội 3 được chỉ định. Nguyễn Đắc, gốc người miền Bắc, chính trị viên đại đội 1 chi đội 3, làm bí thư. Ba đảng viên được khu ủy chỉ định tham gia đảng ủy liên chi là Trần Văn Ơn, bí thư chi đội ủy chi đội 2, Nguyễn Đắc, quyền bí thư chi đội ủy chi đội 3 và Lê Văn Phẩm, vừa lên thay Lương Văn Trung làm chánh văn phòng. Cùng với quá trình hình thành các tổ chức đảng, vấn đề tăng cường số lượng đảng viên trong các đơn vị bộ đội Bình Xuyên cũng được đặt ra. Bấy giờ, số lượng đảng viên còn ít, thiếu cân đối so với khung tổ chức đảng hiện có trong bộ đội Bình Xuyên. Con số mấy chục đảng viên trong tổng số hơn 2.500 cán bộ chiến sĩ là một tỷ lệ khiêm tốn. Giờ đây, khi tình hình chung và điều kiện nội tại thuận hơn, Đảng bộ Bộ đội Bình Xuyên chủ trương bí mật mở cuộc vận động tuyên truyền về mục tiêu lý tưởng của Đảng, về lập trường giai cấp công nhân, về đường lối chính sách chủ trương của Đảng, Chính phủ trong tất thảy các đơn vị, thông qua việc giáo dục và tăng cường ý thức chính trị, đưa mọi người vào nếp sống có kỷ luật chặt chẽ, không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức của chiến sĩ cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Từ đó, lựa chọn những cán bộ chiến sĩ có đủ điều kiện đức tài tiến hành bồi dưỡng kết nạp đảng. Chủ trương của Đảng bộ được triển khai thực hiện và đưa lại những kết quả tốt. Đại đa số cán bộ chiến sĩ bước đầu hiểu rõ mục tiêu lý tưởng của Đảng ta, nắm được chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên trong các đơn vị đã hình thành và thu hút nhiều người tham gia. Một số gương chiến đấu, học tập và công tác xuất hiện, tiêu biểu là Trần Văn Hoàng, mưu trí và táo bạo, anh tự trói mình giả bị bắt để cho các chiến sĩ của mình cải trang thành lính địch giải về đồn Phú Mỹ nằm sâu trong vùng địch hậu ở Nhà Bè. Khi đã lọt vào sào huyệt của địch, anh và đồng đội bất ngờ nổ súng vào giữa đội hình chúng, tiêu diệt nhiều tên, thu nhiều vũ khí súng đạn, rồi nhanh chóng vượt sông Nhà Bè trở lại căn cứ an toàn. Sau chiến công này, anh được vinh dự kết nạp vào Đảng. Cũng như anh, nhiều cán bộ chiến sĩ khác đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng sau 3 tháng rèn luyện thử thách kể từ ngày Đảng bộ ra nghị quyết phát triển đảng viên mới trong Bộ đội Bình Xuyên. Nhằm tăng cường hiệu lực lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, đảm bảo cho các đơn vị nắm vững và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ và nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đi đôi với việc thiết lập và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, vấn đề xây dựng và từng bước kiện toàn hệ thống chính trị viên các cấp trong các đơn vị thuộc Bộ đội Bình Xuyên cũng được triển khai từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 1946. Với sự hướng dẫn giúp đỡ của phái viên phòng chính trị khu 7, các đơn vị đã sôi nổi thảo luận, quán
quán triệt chỉ thị tổ chức hệ thống chính trị viên của khu ủy Bộ Tư lệnh khu 7. Cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị đã thẳng thắn tham gia góp ý kiến, bình chọn những người có đủ tiêu chuẩn cấp trên quy định, giới thiệu lên cấp có thẩm quyền xét và bổ nhiệm chức vụ chính trị viên. Theo chỉ thị của khu ủy và Bộ Tư lệnh khu 7, chính trị viên trong Bộ Chỉ huy Liên chi, chính trị viên Ban Chỉ huy chi đội và chính trị viên đại đội cùng cấp tương đương do cấp trên trực tiếp giới thiệu, đề nghị và cấp trên nữa ra quyết định bổ nhiệm. Còn lại, chính trị viên cấp trung đội, phân đội thì chi ủy và Ban Chỉ huy đại đội được quyền quyết định. Về cơ bản, đến cuối tháng 5 năm 1946, chính trị viên ở các phân đội, trung đội, đại đội, chi đội và liên chi đội cùng cấp tương đương đã được bổ nhiệm. Một số đại đội và cấp tương đương do chưa chọn được nhân sự, cán bộ quân sự hoặc chính trị viên dưới một cấp được chỉ định đảm trách thêm công tác đảng, công tác chính trị trong trường hợp cần thiết. Đề cao trách nhiệm đối với sự vững mạnh của đơn vị, mọi người trong khi bình chọn đã không hẹp hòi bè cánh cục bộ, không mặc cảm đối với dĩ vãng của mỗi con người. Họ trân trọng và biết tin vào những phẩm chất năng lực hiện có của đồng đội, đồng chí. Bất kể đó là người Nam, người Bắc, là tứ chiếng giang hồ hay công nhân, đảng viên. Bất kể mới nhập ngũ hay vào bộ đội đã lâu. Ví như Nguyễn Lộc, gốc quê miền Bắc, được chỉ định làm chính trị viên chi đội 2. Lâm Văn Hậu, vốn dân Gò Công, là chính trị viên chi đội 3. Chính trị viên đại đội 1 chi đội 2 là Nguyễn Văn Ích, nay là Hoàng Bắc Phong, người miền Bắc. Tất cả cán bộ chính trị thuộc đại đội 3 chi đội 3, tức bộ đội Tư Huỳnh, đều gốc miền Bắc và đều xuất thân từ công nhân, thợ thủ công. Chỉ riêng Huỳnh Văn Lâm, tức Năm Bình, chính trị viên trung đội là người Nam Bộ. Là cán bộ phụ trách công tác đảng, công tác chính trị trong các đơn vị võ trang, người chính trị viên ở bất cứ cấp nào cũng phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Đó là yêu cầu căn bản đặt ra trong quá trình xét chọn. Thời kỳ đầu, đảng viên trong các đơn vị còn ít, nên nhiều cán bộ chính trị chưa đứng trong hàng ngũ của đảng. Số cán bộ chính trị là đảng viên chiếm 8%. Sau khi kết thúc đợt phát triển đảng viên mới, tỷ lệ đó tăng lên đạt 11%. Cùng với hệ thống chính trị viên, cơ quan chính trị trong các đơn vị bộ đội Bình Xuyên cũng được tổ chức. Theo quy chế bấy giờ, trong bộ đội Bình Xuyên, cơ quan chính trị được thành lập ở Bộ Chỉ huy Liên chi đội 2 và 3, gọi là Ban Chính trị trực thuộc Bộ Chỉ huy Liên chi. Ở các chi đội, Ban Chính trị trực thuộc Ban Chỉ huy chi đội. Ở các cấp đại đội, các ban ngành trực thuộc tương đương, gọi là Ban Công tác Chính trị. Các cơ quan chính trị đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng tương đương, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị, giúp chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện công tác chính trị tư tưởng và tổ chức. Ở các ban công tác chính trị, tức cơ quan chính trị của cấp đại đội và các ban ngành tương đương, ngoài cán bộ chính trị viên kiêm trưởng ban, có thể cử thêm một hoặc hai cán bộ chính trị trung đội, phân đội, kiêm nhiệm phó ban và một số ủy viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm từng mặt công tác. Buổi đầu, do kinh nghiệm thiếu, hoạt động của các cơ quan chính trị trong bộ đội Bình Xuyên còn bỡ ngỡ, sơ giản. Theo thời gian, những chập chững dần được khắc phục. Cán bộ chính trị vỡ vạc thêm ra trong công tác thực tiễn của mình. Hoạt động của cơ quan chính trị dần dần phong phú, thiết thực, có hiệu quả và từng bước đi vào thế ổn định. Lúc đó, ở mỗi ban công tác chính trị, đại đội và cấp tương đương, có các tổ chuyên trách, mỗi tổ do một ủy viên ban công tác chính trị đứng đầu. Tổ học tập có nhiệm vụ triển khai cho đơn vị học thuộc quốc ca, học 10 lời thề của vệ quốc đoàn, đồng thời tổ chức các lớp học văn hóa. Cấp ủy đảng chỉ đạo tập trung xóa nạn mù chữ trong các đơn vị. Đồng thời, tổ câu lạc bộ thuộc ban công tác chính trị thường xuyên tổ chức liên hoan ca nhạc, diễn kịch, ngâm thơ, đêm lửa trại. Cùng với tổ học tập, tổ câu lạc bộ, tổ
tổ cải thiện sinh hoạt cũng triển khai các hoạt động của mình, vận động cán bộ chiến sĩ góp công góp sức, giúp đỡ bộ phận nhà bếp nâng cao chất lượng bữa ăn, tham gia các hoạt động nhằm cải thiện sinh hoạt thường ngày cho bộ đội, tổ chức chăm vá áo quần rách cho mỗi người, vận động anh em làm vệ sinh khu vực đề phòng bệnh tật và chống muỗi rừng bù mắt ba cánh. Ngoài ba tổ chuyên trách trên đây, một thời gian sau, trong công tác chính trị đại đội và cấp tương đương, xuất hiện thêm một số tổ chuyên trách khác, tổ vận động cán bộ chiến sĩ viết báo liếp, báo phên, tức báo dán lên những tấm phên đan bằng tre, tổ kỷ luật, tiền thân của hội đồng khen thưởng kỷ luật, và tổ hội đồng quân nhân cách mạng. Quán triệt chỉ thị của Bộ Tư lệnh Khu 7 về công tác chính trị viên, Bộ Chỉ huy Liên chi đội 2 và 3 quy định, mọi công văn báo cáo của đại đội và ban ngành trực thuộc tương đương gửi chi đội và của chi đội gửi lên Bộ Chỉ huy Liên chi đều phải thông qua sự bàn bạc thảo luận nhất trí trong cán bộ, đặc biệt phải được sự thống nhất giữa cán bộ chỉ huy quân sự và chính trị viên thông qua chữ ký của hai người. Mọi công văn, giấy đi đường, giấy giới thiệu ra vào các sở chỉ huy, các văn bản liên hệ công tác với chính quyền, đoàn thể kháng chiến, với các đơn vị bạn cũng đều phải được cán bộ quân sự và cán bộ chính trị trong ban chỉ huy cùng ký. Bộ Chỉ huy Liên chi đội 2 và 3 đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Tư lệnh Khu 7 và các quy định trên đây. Do đó, từ tháng 3 năm 1946 trở đi, vai trò chức năng quyền hạn của cơ quan chính quyền và chính trị viên từng bước được hợp thức hóa, từng bước trở thành nguyên tắc trong hoạt động lãnh đạo chỉ huy của các cấp. Cùng thời gian này, tập san yêu nước ra đời. Ngay từ những số đầu, tập san tập trung phản ánh cuộc sống chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng đơn vị của bộ đội, với thể loại phong phú, sinh động, phù hợp với khả năng và trình độ nhận thức của các đối tượng, tập san yêu nước đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, chí căm thù giặc cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng củng cố khối đoàn kết đơn vị, mối quan hệ mật thiết giữa đơn vị với chính quyền, đoàn thể kháng chiến, với nhân dân và các đơn vị bạn, động viên tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập san còn góp phần đắc lực trong việc xây dựng ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng cho cán bộ chiến sĩ bộ đội Bình Xuyên. Trong 16 số đầu, mỗi tháng ra 2 kỳ với số lượng 300 bản một kỳ và số trang 16 trang cho một số, tập san lưu hành nội bộ. Từ tháng 9 trở đi, trước nhu cầu ngày càng tăng của độc giả, tập san tăng lên 800 rồi 1.000 bản một kỳ. Phát hành cả tới đơn vị bạn và chính quyền đoàn thể kháng chiến địa phương, tập san thực sự trở thành người bạn tinh thần trong mỗi nỗi vui buồn của cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên giữa tháng 5 trụ bám và chiến đấu ở chiến khu rừng Xác. Khắp nơi, giặc Pháp đang ra sức củng cố bình định những vùng đã chiếm, đồng thời giáo diết tiến hành bao vây, phong tỏa các căn cứ kháng chiến vừa hình thành của ta, thực hiện các thủ đoạn thâm độc như tổ chức các hoạt động gián điệp, gài lực lượng vào các tổ chức, các đơn vị lực lượng võ trang của ta, hòng phá ta từ bên trong. Với rừng Xác, thực dân Pháp tiến hành kiểm soát chặt các đường giao thông thủy bộ dẫn qua, ngăn chặn nguồn cung cấp lương thực thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu cho hàng vạn con người đang trụ bám giữa bạt ngàn rừng ngập mặn. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đang phải chịu đựng biết bao thiếu thốn, khó khăn. Đối với một lực lượng tập trung có số quân đông như bộ đội Bình Xuyên, tình hình càng căng thẳng. Hàng tuần, các đơn vị phải tổ chức lực lượng vượt lộ 15 đang bị địch kiểm soát tới bến Ông Trịnh hoặc bến Phước Hòa để lấy gạo tiếp tế. Số lượng lương thực từ nguồn này rất hạn chế, không đủ đảm bảo khẩu phần ăn cho bộ đội. Trong những dịp này,
nếu may gặp những đoàn ghe bầu chuyển tải nước mắm từ Phan Thiết lên Sài Gòn, anh em xin và đồng bào vui lòng ủng hộ, mỗi ghe chừng vài mươi chĩnh. Cơm không đủ ấm bụng, thức ăn càng đạm bạc, chỉ độc nước mắm, muối và đôi lúc có thêm ít cá khô. Trong khi đó, quần áo ngày một tả tơi. Giữa rừng, muỗi bù mắt ba cánh đối với cán bộ chiến sĩ ta cũng là một loại kẻ thù. Ít người có màn mùng chăn chiếu. Khó khăn khắc phục. Tổ cải thiện sinh hoạt thuộc Ban Công tác Chính trị đã phân công các bộ phận hoặc bắt cua ốc hái các loại rau rừng ngành ngạnh, kim càng, lá giang, lá bứa, hoặc tổ chức đánh cá, săn bắt thú và chim. Đêm lạnh thì gom lá rừng đốt lên xua muỗi và sưởi ấm. Trong khi đa số cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện học tập và công tác, thì Bảy Viễn lặng lẽ đưa quân về đóng ở khu vực Rạch Rồng, phía nam xã An Thới Đông, tiếp giáp xã Lý Nhơn thuộc rừng Sác, huyện Nhà Bè, sau hơn 20 ngày chốt trên đỉnh Eo Ông. Cuối tháng 4 năm 1946, bộ đội Tân Thuận và bộ đội Phú Xuân cùng hợp quân xuống núi nhằm hướng đông mà đi, vượt liên tỉnh lộ số 2 vào tới Long Phước, một xã đông đúc dân cư nằm dọc bắc đường liên tỉnh lộ 52, hạ trại. Hôm sau, khoảng 9 giờ sáng, một đại đội ngụy do một sĩ quan Pháp chỉ huy từ phía thị xã Bà Rịa theo lộ 52 hành quân tới. Đến ngã tư Hòa Long, nơi giáp nối giữa liên tỉnh lộ 2 và tỉnh lộ 52, chúng bắt đầu triển khai đội hình tiến hành càn quét. Kết thúc cuộc càn, chúng thu vét được nhiều lúa gạo, bắt 70 con trâu và dồn hơn 40 người dân Long Phước ra bãi tập kết ban đầu, ý định ép họ về đồn. Theo dõi sát các hành động, ban chỉ huy hai đơn vị quyết định tổ chức trận tập kích ngay tại khu vực tập kết lực lượng của địch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, cứu đồng bào, thu lại những thứ mà chúng đã cướp của nhân dân. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng, ta hoàn toàn giữ thế chủ động. Bị bất ngờ, địch tỏ ra lúng túng, đối phó yếu ớt. Gần hai trung đội địch mang theo vũ khí tháo chạy thoát thân. Ngay tối hôm đó, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Long Phước tổ chức liên hoan khao thưởng ba quân. Một ngày tháng 5 năm 1946, tại Tổng Hành Dinh ở Rạch Nghệ, Bộ Chỉ huy Liên Chi đội 2 và 3 quyết định rời quân về đứng chân hoạt động trên chiến trường cũ, rừng Sác. Căn cứ vào khó khăn chung, trong điều kiện đảm bảo hậu cần của cấp trên còn nhiều hạn chế, Bộ Chỉ huy chủ trương khi trở lại rừng Sác, đơn vị ban ngành nào vốn sinh ra ở đâu phải chủ động liên hệ với địa phương ở đó nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân, chính quyền, đoàn thể hiện đang hoạt động bí mật giữa vùng địch chiếm, xây dựng và củng cố cơ sở cách mạng, tiến hành các hoạt động diệt tề trừ gian, đồng thời tổ chức các trận phục kích, tập kích ngay trong lòng địch nhằm quấy rối tiêu hao sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến tranh của chúng, lấy súng đạn, vũ khí thu được trang bị cho bộ đội. Song song với nhiệm vụ trên đây, Ban Chỉ huy Liên Chi và Chỉ huy các chi đội, đại đội bàn bạc thống nhất tiến hành khảo sát thực địa khu vực, dự định sẽ xây dựng thành căn cứ đứng chân lâu dài cho toàn lực lượng, xác định rõ từng địa điểm cụ thể cho các đơn vị, các cơ quan, ban ngành. Bộ Chỉ huy nhắc nhở trên cơ sở chủ động tích cực liên hệ với quần chúng, giải quyết tốt việc tiếp tế giúp đỡ của nhân dân, xây dựng được hậu cứ dừng chân lâu dài. Các đơn vị kiên quyết chủ động mở các hoạt động quân sự tiến công quân địch xung quanh khu vực rừng Sác nhằm cùng các đơn vị bạn bảo vệ vững chắc chiến khu. Quyết định trở lại rừng Sác và những nhiệm vụ mà ban chỉ huy đề ra sau khi xuống núi đã được truyền đạt tới các đơn vị. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút. Trong khi chuẩn bị, ban chỉ huy đại đội 1 và 3 thuộc chi đội 2, đại đội 3, chi đội 3 đã bàn bạc và quyết định phối hợp mở trận giao thông chiến trên quốc lộ 15, chặn đánh đoàn xe quân sự địch từ Vũng Tàu về Sài Gòn
gây thanh thế cho bộ đội Bình Xuyên trước khi về lại chiến trường quen thuộc của mình. Quốc lộ 15 bấy giờ còn lắm cua cùi trỏ và răng răng những cây rừng to cao rậm rạp dài dọc ven đường. Căn cứ tình hình địch ta và điều kiện địa hình, sau khi nắm chắc quy luật hoạt động của đoàn xe địch, chỉ huy ba đại đội chọn khu vực có cùi trỏ ngang bến ông Trịnh thuộc khu vực xã Phước Hòa làm nơi bố trí trận địa. Để chặn đầu đoàn xe địch, ta bí mật bố trí mìn ngay giữa lòng đường. Hỏa lực 13 ly 2 sẽ làm nhiệm vụ khóa đuôi, lợi dụng địa hình địa vật mấp mô và những cây giá tỵ, gỗ tếch mọc dày hai bên đoạn cùi trỏ. Các đơn vị sẽ bố trí trận địa phục kích tại mé đông con đường kéo dài ngót 500 mét và cách mặt đường chừng 15 mét. Cự ly phát huy được uy lực tối đa của các loại vũ khí mà ta đang có trong tay. Một ban chỉ huy thống nhất trận đánh được cử ra, Nguyễn Văn Soái làm chỉ huy trưởng, Đỗ Văn Sáu Nhỏ làm chính trị viên, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Khoắn và Lương Văn Ngữ là chỉ huy phó. Theo mệnh lệnh của ban chỉ huy chung, các bộ phận khẩn trương xây dựng trận địa, triển khai bố trí lực lượng theo phương án tác chiến. Khi mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh đã xong thì đoàn xe địch gồm 5 chiếc từ Vũng Tàu cũng vừa chờ tới. Theo sau chiếc xe dẫn đầu chở hơn một tiểu đội lính Pháp đến xe gắn trung liên đang lăn bánh vào trận địa phục kích. Một ánh lửa lòa nháng, theo sau là tiếng nổ xé tai. Chiếc xe bị hất tung khỏi mặt đường và quay ngang chặn mất lối đi. Lập tức quân ta nổ súng tới tấp đánh vào 3 chiếc xe đi sau. Do duy trì cự ly trong hành quân, chiếc thứ 5 đi sau cùng kịp thời quay đầu chạy. Các chiến sĩ sử dụng trọng liên 13 ly 2 dê nòng bắn đuổi nhưng không trúng. Chiếc xe tẩu thoát về ô cấp. Trận phục kích diễn ra chớp nhoáng. Kết quả ta tiêu diệt và bắt sống 5 sĩ quan, 1 trung đội lính bảo an, bắn cháy bắn hỏng 4 xe quân sự, thu nhiều vũ khí súng đạn. Đại đội 3, chi đội 3, bộ đội Tư Huỳnh do phục kích ngay tại khu vực cụm xe 3 chiếc bị tiêu diệt nên thu được chiến lợi phẩm nhiều nhất, trong đó có 5 tiểu liên báng gỗ. Thêm một lần, chiến thắng đường 15 của bộ đội Bình Xuyên làm nức lòng đồng bào chiến sĩ phía đông nam thành phố Sài Gòn. Sau trận đánh đó, các đơn vị rời núi Eo Ông, Hàm Rồng trở lại rừng xác. Quân Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.